Ok anh em, và sau khi Lã Văn Lương A Còng Sáu đã nhường cho Phong Bụi vào trận tranh chung kết ở trong trận bán kết 2, Lã Văn Lương A Còng Chín đã rút lui, thì Phong Bụi đã vào trận tranh chung kết gặp với Lã Văn Lương. Anh em chờ trận đấu sâu nha anh em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với trận tranh 3-4 ngay bây giờ. Trận tranh 3-4 giữa chứng đội Trì Đại A6 với lại Lã Văn Lương A-9. Hai con Long Đao sẽ gặp nhau trong trận tranh 3-4 này. Anh em cùng chờ đợi hai người bơi tơ vào trong và chúng ta cùng theo dõi diễn biến trận đấu sẽ ra sao nha anh em. Anh em đang xem đừng ngần ngại, hãy đỡ lại cho hai cầu thủ này một like chia sẻ cũng như video khả một like chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em. Ok, vô. Và anh em trước khi vào trận tranh 3-4 này thì chúng ta cùng theo dõi hai cầu thủ nha anh em, theo dõi đồ cả nha anh em. Ở trong trận 3-4 này chúng ta vẫn thi đấu hình thức bo 3 chạm 2 win nha anh em. Đây là set đồ của Trì Đại A6. Đúng rồi con. Một xếp đồng bàn giữa truyền Hoàng Mỹ, nhẫn 28, nhẫn 27, ngọc bội 27, bao tay xương tinh, một áo xương tinh, một đai lưng xương tinh. Con Long Đao này 3 món xương tinh nha anh em. Một nón thủ lý làm chậm, một đôi giày tóc khăn lôi 30, một cây đao tóc 30 bản sắc 98, chó khăn họ mắt pin. Và đây là Lã Văn Lương A-6. Vẫn là một con Long Đao giữa truyền ăn ban 20, nhẫn Hồng Mỹ 28, nhẫn Hồng Mỹ 28, ngọc bội kháng độc 30, và một đôi giày sở hữu một đôi giày con lôn vụ ảo, một đai lưng xương tinh. Và trận đấu chúng ta chắc nó bắt đầu một áo xương tinh, một bàn tay phòng thủ làm chậm 6 dòng, hai bên là cách bùi lên cho nhau, một nón phòng thủ làm chậm 6 dòng, một cái đao tóc 30 bằng sắc 100. Xếp đồ hai bên khá tương đối. Bên Trì Đại thì có bao tay nhỉnh hơn một chút, tại vì bao tay tăng cho đoàn 9x 2Q ngạo tiếp tiên phong, thì tính ra bên Trì Đại sẽ có skill 9x cao hơn. Hai bên đã kịp thời cắt bùi lên cho nhau và bắt đầu những đòn ngạo tiết của Long Đao. Có vẻ như bên Lã Văn Lương đang chém khá thoải mái. Trì Đại đang dính những đòn chó này mà. Trì Đại đang dính trên đầu một bùa âm tốc độ di chuyển và kèm theo bùa âm thời gian làm chậm và thời gian chó lên người. Ngạo tiết tiên phong. Và bây giờ Trì Đại đã bung dòng 12x rồi. Trì Đại đã chính thức bung dòng 12x. Hiện tại những đòn kêu của Lã Văn Lương đang được đánh ra khá là hiệu quả, kèm theo pha khí tâm phù bắt chón cực kỳ dính, và đã có 1-0 dành cho Lã Văn Lương A-6. 1-0 đầu tiên dành cho Lã Văn Lương A-6. Trong trận tranh 3-4 này chúng ta có thể thấy rằng Lã Văn Lương A-6 bắt rất hiệu quả. Giảm lại đây. Thấy cái điện thoại ồn dữ ta. Ồn mà được rồi. Anh Thâm anh ngồi ồn làm gì ồn ta được rồi. Chậm 6 dòng. Hai bên là cắt bùi lên cho nhau. Một nón thủ lên chậm 6 dòng. Một cái đao tóc 30 bằng sắc 100. Bình thường mà nghỉ bằng tiếng. Có gì đâu mà ồn ta. Em nghe cái âm thanh gì mà ồn em. Em nghe âm thanh gì mà ồn. Em nghe âm thanh gì mà ồn. Đang trong phòng kín mà có gì đâu mà ồn. Hello anh Linh Server nha. Giỏi nghỉ game mà, vấn đề gì mà giỏi. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục vào đấu thứ hai nha em ơi. Trong trận tranh 3-4 này thì Lã Văn Lương đã có cho mình 1-0 đầu tiên khá là hợp lý. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn em ơi. Và Lã Văn Lương đã vào khu vực bên trong, Trì Đại cũng đã vào khu vực bên trong. Chúng ta sẽ có số 10 giây để bắt đầu trận đấu tiếp theo này. Nếu như trong trận đấu này Lã Văn Lương A-6 anh ta win thì anh ta sẽ chính thức giành cho mình hạng 3. Và Trì Đại chỉ có cho mình hạng 4. Đó chỉ như là gọi là nếu như thôi nha anh em. Và nếu như ngược lại Trì Đại win thì chúng ta sẽ có một điều. Và chúng ta sẽ tiếp tục với trận chung cuộc, đó là đấu thứ 3 để giành hạng 3 và hạng 4. Anh em cùng xem lại sơ đồ của hai cầu thủ một lần nữa nha. Hiện tại Trì Đại thì đang sở hữu nhỉnh hơn, đó là bao tay này mà. Hello Jimin Kimber.
Hiện tại thì đã nhấn hơn nó là bao tây nè, ngạo thiết tiêu phong bao tây với đẳng cấp 2 skill 9x khá là đẹp, kèm theo 2 skill 7x và 2 skill 6x. Một áo sừng tinh 50-33, một đại lưng sừng tinh sệt đồ quá đẹp, không có gì đỡ phải chờ. Sệt đồng bang đây là sệt đồ của Lão Bắc Lương cầm xấu, sệt đồ cũng khá tương đối. Vẫn là một sệt đồng bang kèm theo những trang bị đồ tím. Bên này thì bao tay phòng thủ làm chậm. Và trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Hai bùa đã được cắt lên hoàn toàn lên người của đối phương. Và chúng ta cùng lại xem liệu Boka sẽ ra sao. Bung dòng tiếp tục đến từ vị trí của chị Đại A6. Chị Đại A6 là tiếp tục bung dòng 12x. Bốc ơi không. Trong các tất cả dòng loại thì đỡ được vào vòng trong bên này thì đây chắc chắn anh em rằng là tất cả cao thủ họ đã cống hiến hết mình anh em à. Và trận đấu này thì Côn Lôn Đao gặp Côn Lôn Đao thì chúng ta chỉ có thể so xét về trình độ bằng như là cái độ bơ ca của mình mà thôi. Đồ đạc so đến hiện tại bây giờ thì khá tương đối. Nhìn sơ qua thì bên Lão Văn Lương có cho mình một cái bùa 9x dính trên người của chị Đại. Server này server La Thiên Sơn nha Phú Võ ơi. Server La Thiên Sơn một trong những cụm mấy chủ đồ tím và Hoàng Kim Vân Phái nha Phú Võ ơi. Trận đấu chúng ta đã cho qua hơn 1 phút. Trong trận đấu đầu tiên thì chị Đại đã bốc hơi khá sớm và tiếp tục lại bung skin 12x. Skin 12x của Côn Lôn thì anh em cũng đã biết rồi, là một tấm lá chắn bảo vệ Côn Lôn trong khoảng 10 đến 15 giây. Và sau khoảng hơn 20 giây thì phục hồi lại. Nên là skin này là một trong những lá chắn bảo vệ cực kỳ tốt cho những anh Côn Lôn. Tiếp tục lại hiện skin 12x. Chị Đại luôn luôn bốc hơi và xuất hiện 12x. Chúng ta đã cho qua gần 2 phút. Tại nhìn vào sơ qua thì chúng ta thấy rằng anh Lão Văn Lương đang mơ cao và di chuyển một cách khá là hợp lý và khá là nhạy bén. Và kèm theo những đòn bùa khí tâm phù, anh ta có thể bắt dính đối phương một cách cực kỳ tốt và đam những đòn đao 9x như thế này thì một lỗ đánh di chuyển khá là hợp lý. Chị Đại chúng ta có thể thấy rằng chị Đại đang mơ cao một cách khá là thụ động, không di chuyển nhiều cho lắm. Anh ta luôn luôn dính những đòn đao 9x cực kỳ thốn đến từ vị trí của Lão Văn Lương. Và hiện tại anh em đang xem giải đấu với Lâm Minh Chủ trận tranh 3-4 của mấy chủ La Tiêu Sơn nha anh em. Trang chủ võ công truyền kỳ .net. Đây là một trong những mấy chủ ra đời khá là lâu của mấy chủ đồ tím này. Trời ơi, cực kỳ thốn, cực kỳ tốn. Với trận tranh 3-4 này chúng ta đã có kết quả là Lão Văn Lương ở cộng 6 đã dành cho mình hạng 3. Và rất đáng tiếc dành chị Đại chỉ có cho mình hạng 4 mà thôi. Lão Văn Lương đã quên cho mình 2-0, xin chúc mừng. Và đã có cho mình hạng 3. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với trận tranh chung kết sau 7 phút nữa. Anh em đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ video và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo cũng như là trực tiếp video trên kênh Khải tiếp theo từ giải đấu và Lâm Minh Chủ của các cụm mấy chủ khác tiếp theo anh em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc giải đấu và Lâm Minh Chủ của cụm mấy chủ La Tiêu Sơn. Và ngày sau chúng ta sẽ tiếp tục cụm mấy chủ tiếp theo.